Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, sáng 13 tháng 4, tại tỉnh Điện Biên, đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia A1, thăm các di tích lịch sử và tặng quà tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ngành các địa phương đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương viếng canh hùng liệt sĩ. Nơi đây có 644 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay tại tỉnh Điện Biên hiện có hơn 10.000 liệt sĩ từ các tỉnh trong cả nước đang yên nghỉ tại các cấp nghĩa trang A1 Độc Lập Him Lam. Trong đó có hàng trăm liệt sĩ là con em tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác đã đến thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, thăm đồi A1 tượng đài chiến thắng, thăm hầm Đời Cát. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh, người con của quê hương Hưng Yên, cùng đồng đội đã bắt sống tướng Đờ Cát tại bàn làm việc. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên trị giá 1,5 tỷ đồng.